Xin chào các bạn đã quay trở lại với Cá Vàng UA Channel. Chúng ta lại gặp nhau trong giải đấu online được tổ chức bởi Fanpage Utopia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu sự bắt lít tháng 10 và các pool update đến set Cyber Strike, và chúng ta sẽ đến với top 8 của giải đấu diễn ra giữa hai bài thủ là bạn Trần Viết Tấn Tài, một cái tên rất là quen thuộc, nickname là Hades 2, và bạn Lê Sĩ Anh, nickname là Yami Chizurushin. Thì chúng ta cũng đã biết là bạn Lê Sĩ Anh trước đó cũng đã có một trận thi đấu rất xuất sắc với Deck Dragon Link. Thì không biết là lần này bạn có sử dụng một bài này nữa không. Và bên phía bạn Trần Viết Tấn Tài thì cũng là một trong những bài thủ rất là mạnh, bạn đã từng vô địch giải đấu online trước đó rồi, nên mình hy vọng đây sẽ là một trận đấu rất hay. Nếu như các bạn có quan tâm về giải đấu thì có thể click vào cái đường link mình dẫn phía dưới phần mô tả video nhé, để có thể tiện theo dõi. Và lâu lâu mình chưa quảng cáo thì mình vẫn đang bán sản phẩm Megatin năm 2021 trên Shopee, các bạn có thể đặt mua để sở hữu các lá bài được ghi lại rất là mạnh như Radiant Seven này, Chip Protect Talent này, Cross Out Designator này, hoặc là Just, rất là nhiều lá bài in lại trong năm 2020 trong sản phẩm này. Well, chúng ta sẽ đến với trận đấu thôi. Good luck, have fun. Vậy là bạn Tài sẽ được chọn. Bạn chọn đi trước. Đây là một mạch... Bạn Lê Sĩ Anh đã đổi deck rồi. Lần này bạn không chơi Dragon Link nữa, bạn chơi bộ bài Dry Trông với Draconis, Idaten, Convisor Grey, Teleport và Cybervisioncy. Bên phía bạn Tài chúng ta sẽ cũng có chỉ tay. Sao các bạn trên một con này mà các bạn bốc lên nhiều thế nhỉ? Ecclesia, Nibiru, Nadir Seven và Ariel. Để ở deck Sadon, Dogmatica Invoke à? Cybervisioncy, bạn Tài đi trước. Hand này khá là đẹp, hand này lấy ra khá là đẹp. Có thể bắt đầu với Nadir Seven để access được vào Sadon, sau đó thì Aqualung sẽ dùng effect. Mình nghĩ là lấy Schism thôi. Discard gì ạ? Discard Schism. Bạn quyết định chơi bài Maximus. Cũng đúng, tại vì bạn có Commander Grey nên là bạn có thể tự tin là không sợ đối phương send cái gì nguy hiểm. Thing, ok. Send Winda và Ask Tianic Lat. Ủa, sẽ Winda ấy hả? Tại sao không phải xem con chắc nhỉ? Bạn Lê Sĩ Anh xem Nertis và Arcline, như vậy đã bị lộ thông tin. Ở vị trí các bạn Tài sẽ biết được thông tin bên phía deck bạn Lê Sĩ Anh là một deck có Ritual và khả năng cao là deck Dry Trông. Còn con Nertis thì mình nghĩ khả năng là sẽ bị chỉ tay thôi. Hoặc có thể con Arcline sẽ bị chỉ tay. Mình nghĩ nên chỉ tay Arcline, tại vì con Maximus này không, thời điểm này không cần giữ trên bàn làm gì nữa cả. Ok, bạn không chỉ tay luôn. Có lẽ bạn muốn tiết kiệm con đấy cho Benten chẳng hạn, cũng là một ý hay. Winda Sub, Sudden Punishment, Set 3 và Pass là chắc chắn. Như này turn sau chúng ta sẽ có một Punishment với việc send Apcalong, sẽ có Aria Banish 3 card này, có Schism để access vào Winda và có chỉ tay. Một set khá là đối với deck Dogmatica. Đây phải gọi là deck Dogmatica Sadon Invoke thì hợp lý hơn, tại vì deck này chạy engine Dogmatica là chính. Còn bên phía bạn Lê Sĩ Anh sau khi được cộng 1 bằng Metanix Dry Trông thì bây giờ sẽ đến turn của bạn. Tiennic Lab sớt lên Forest nữa, nhưng mà Forest thì cũng tạm tạm khi mà đánh với Dry Trông. Có Forest các bạn cũng nghĩ được Diviner hoặc là con Exit của Dry Trông. Tiếp theo là tiếp tục là Nova. Con Nova này không One Button thì phải. Có con này One Button. Thế thì con này không thể gọi là Teleport được. Con này bình thường. Con này One Button không thể gọi là Teleport được. Chỉ tay Winda. Như vậy là con Schism này sẽ bị phế luôn. Cũng được. Ok, hay. Chúng ta sẽ có Alpha được gọi ra. Link 1 thành Link Kuribo và Cybervisioncy sớt lên Delta. Chúng ta sẽ có Alpha được Chibiu. Chỉ tay không? Có chỉ tay không? Nếu như mà Chibiu có Delta này thì có thể dự đoán được là không có Benten. Thì liệu có chỉ tay không? Ok, không chỉ tay. Tức là bạn nhất quyết là chờ Benten mới chỉ tay à?
hay là bạn có một ý tưởng nào khác? Resolution thì ok luôn à, bên tên nháy vẫn cho search luôn. Thế thì chỉ tay sẽ để dành vào lúc nào? Big thing search lên Herald Orange Line. Nếu mà Herald Orange Line thì mình nghĩ hợp lý hơn là nên nên chờ Nibiru, rồi hễ mà Herald Orange Line đi kết Nibiru thì mình trên lại, nó là hợp lý hơn, các bạn công nhận không? Tại vì đây đã là 4 lần summon rồi, chỉ cần thêm một lần summon nữa là có thể Nibiru được đúng không? Ừ, đây là Mew Metapod Nier, con này sẽ bị Fraudulent. Ok á, không làm gì luôn à? Nibiru, ok, chờ chờ Metalist đoái chồng với Nibiru á. Thế tại sao không dùng như thế thì con Fraudulent bị phế mà. Tại sao không Fraudulent con này đi, không cho họ send đồ nữa? Tại vì bản chất là con Gamma này chưa dùng effect này là để họ send được một đồ rất là bất lợi ấy. Một mình con này đã thành đổi thành hai effect rồi. Có gì đấy sai sai trong các cái lượt dùng disrupt của bạn Tài. Orange Line thì bị chỉ tay thôi chứ có gì đâu. Bây giờ thì rezone đi. Ben 10, ok. On summon và punishment. Như vậy sẽ là banish 3 luôn. Chắc chắn sẽ là banish 3 luôn, sẽ Alcalong. Alcalong search gì? Alcalong bây giờ search gì thì hay? Search Sun Fusion à? Tân sao có được chơi Xtrex đâu nhỉ? Nhưng mà cũng chả còn target nào khác hợp lý hơn. Ariel banish 3 mộ thì sẽ banish Ritual Spell này. Banish con này bởi vì nó chưa dùng effect này, và mình nghĩ là nên banish Benten đi hoặc banish con Ida-10 này đi, một trong hai con. Bọn này dùng effect hết rồi nên là well. Nhưng mà được cái là bạn lây xe anh cũng chưa normal thì phải. Nên là vẫn còn Diviner để chơi được. Bạn không nghĩ banish Benten mà bạn banish con Alpha, không muốn cho đối phương có follow up tuần sau. Normal Diviner sẽ send một, chắc là sẽ Arclight hả? À send Eva. Eva sẽ banish 2 để search 2 à? Search lên một negate nữa à? Nhưng mà bình tĩnh nhá. Con Orange Line này bị chỉ tay mà tại sao phải search lên? Tơ sao có dùng được đâu mà phải phải search lên nhỉ? Mình vẫn chưa hiểu ý đồ của bạn Lê Sĩ Anh lắm. Ừ. Mà sao nhìn camera của mình hôm nay cứ bị tối tối này, bật tí đèn này nhé các bạn nhé. Các bạn cho mình mấy phút. Nhìn đã sáng hơn tí rồi. Chúng ta sẽ có Link 2 thành Phoenix bắn con Schism đi. NM1. Battle Phase đấm. Ủa, Forward. Chưa hiểu lắm. À, bạn ấy không muốn để con extra trên trên bạn ấy biết là bên phía bạn Tài có Fraudulent nên bạn ấy không muốn để con extra ở trên bàn. Nhưng mà phải giải quyết vấn đề gì đâu. Đấm. Ừ, 3.000 3.000 với 3.000 thì cũng là 6.000 thì đã hết điểm được đâu. Mình nghĩ nên xét con Sun Fusion này để là bluff. Teleport. Ok. Sẽ là Delta. Con Delta này không được rút bài thì phải. Ừ, bởi vì tay không có ritual. Một phép hoán vị. Một phép đổi gamma. Đổi một quái thành hai quái, gamma chibiu thì gọi là hai. Tiếp tục là assemble Nightingale. Một lên rớt hả? Mất 800 đam. Và lên rớt. Đào nứt xong rồi Flawless. 1, 2, 3, 4. 5 lần summon rồi, 5 lần summon rồi. Chain Link 1, Flawless, Chain Link 2, Nibiru. Ok. Rất là cứng. Chip Protect Talent được activate và rút 2. Wow. Alpha và Saber Brilliant Sea còn gì sớt không?
Còn gì sớt không? Zeta. Ừ, con Zeta nãy giờ chưa được chơi vậy. Tại vì bạn Lê Sĩ Anh lấy con Ritual Spell ngay từ tân 1. Hero Perfection, Zeta Tribute thôi. Nhưng mà con Hero này thủ có 2.800 mà. Để có vấn đề gì đâu. IP. Xong rồi Apollosa. Asset Code ở bắn bắn hết hai con kia đi. Cũng hợp lý. Nhưng mà tay bạn này cầm Sun Fusion mà. Tay bạn tài cầm Sun Fusion mà. Thế thì có hope gì nhỉ? Bây giờ Sun Fusion Activate là xử được Asset Code này. Đúng không? Ừ. Nếu như mà có một cách nào đấy để bạn Lexi Anh có thể lên được con Hero Perfection này thì nó khỏe hơn. Nhưng mà mình nghĩ là làm thế thì khả năng cũng sẽ không có đồ để đi ghét. Construct và Sen 2 thôi. Trời ơi. Quá khỏe. Ôi giời, còn cầm lại cả Skizim nữa thì hốp gì. Xuất ở Wendy và rút một. Ôi giời ơi. Hết điểm chưa vậy? Hay là lại quay lỗi rồi không hết điểm thì tôi cũng thua. Con chắc cầm Skizim. Không biết là có chơi hai favorite không ý chứ. Hoặc là bạn ấy search được cái khác à. Search punishment. Cũng được. Ồ. Chơi hai punishment. Nếu mà chơi hai favorite là hết điểm đấy. Hất về. Đấm hết 3.000 dam. Bây giờ chúng ta sẽ có một Skizm và một Punishment chơi đi. Chờ chip bộ tích tiền lần không có hốp gì rồi. Vậy là game 1 đã kết thúc với phần thắng thuộc về bạn Tài. Một trận đấu khá là gay cấn. Đúng là một trận đấu của top 8 giữa hai bài thủ mạnh có khác. Chúng ta sang game 2 nhé. Mình khá là thắc mắc về các cái lượt dùng Disrupt của bạn Tài trong turn thứ hai, nhưng mà dù sao thì bạn cũng có thể control được trận đấu để dẫn đến chiến thắng thì quét cũng được. Miễn thắng là được các bạn. Game 2 chúng ta sẽ có Dolok Bird được sai vào, có Dark No More, Sun Fusion để đi sau, Alistar và Hedgehog rất mạnh. Bên phía bạn Lê Sĩ Anh chúng ta sẽ có hai Diviner để starter, một Delta, một Thiên Địa Nhân và một Call by the Grey. Normal summon Diviner. Diviner send Arclight và Arclight sẽ search. Search lên bên 10. Ném drone và ăn chỉ tay, ok. Vậy là có, nhìn chung là answer thôi. Có hand trap absolute thì phải có cut limit, nhưng mà hai hai game bốc lên hai chỉ tay thì là đỉnh. Triple X Silent rút 2. Wow. Nghe mạnh thế nhỉ. Liệu có thắng không? Liệu có thể quay được một à có no more mà thì quay cái gì chả thế. Rút lên cả Dorb the Hero đi. Tiện quá làm gì nữa. Bây giờ thì ra Perfection trước là hợp lý để đề phòng bị Nibiru. Sau đó thì Benten này được chi bill khiến cho toàn bộ Ritual tăng 1.000 công à. Wow, thế con này công 2.800, thủ 3.800 cơ à? Đúng rồi. Quầy khỏe thế nhỉ? Wow. Trời ơi, đây chính là aura của nhà vô địch các bạn ạ. Đây chính là aura của nhà vô địch khi mà các bạn đang không biết làm thế nào để qua được con Perfection. Thực ra là có cách qua bằng con No More, nhưng mà có một cái phương án nó tốt hơn là con Super Poly này. Bây giờ có rất là nhiều cách chơi với cái hand này. Có rất là nhiều cách chơi với hand này luôn, thật sự luôn. Có thể sẽ là Normal Hedgehog, xong rồi Super Poly đi con No More đi để nuốt con Perfection này. Cọ ra con chắc Sen Hedgehog search. Xong rồi các bạn cũng có thể Sun Fusion để đấm 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 các thứ. Rất là nhiều bài để chơi. Hoặc là các bạn normal Aster, các bạn normal, các bạn normal Aster, nhưng mà làm thế thì không get được con Perfection này, bởi vì cái mấu chốt quan trọng nhất là con Perfection này thủ nó rất là to, 3.800. Nên là mình nghĩ là tối ưu nhất vẫn là nên bán con normal này đi.
để nuốt con Perfection này thì nó lại hợp lý hơn. Công nhận với mình không? Các bạn công nhận với mình không? Xem bạn Tài sẽ chơi như thế nào. Có thể nó mua Aster rồi nuốt đi bằng Super Bully cũng được. Nó mua Aster để câu negate của con Perfection, xong rồi Super Bully trên lại. Cũng hay. Chung là nhiều bài lắm các bạn. Hen này là hen phải nghĩ này, phải nghĩ này. Ừ, bạn đã quyết định đâu hóa sơ rồi. Dùng cái fake để bait bait negate của bên kia. Ok, và trên Super Bully, đi cut no more. Hoặc đi cut đi cut no more vẫn là hợp lý, đi cut no more là hợp lý nhất, đúng rồi. Nuốt thôi. Đi xuống ra Mecha 3. Và Sudden Fusion hả? Nhưng mà làm thế thì hơi trừ. Làm thế hơi trừ bạn ơi. Construct. Construct 1 hết 2. Thế tại sao không normal? Làm thế thì nếu mà kinh tế hơn một tí thì normal Hedgehog rồi Super Bully cũng được. Bạn Lazy Anh sẽ còn 3 hen, còn bạn Tài sẽ còn Alexer trên tay. Như thế có hợp lý hơn không? Hedgehog search 1, con chắc sen 1, sen Skizm, Hedgehog search 1. Xong rồi đấm, xử đẹp một trong hai con này. Xong rồi set Skizm pass, như thế cũng được. Thì Tài vẫn có Alexer tự tin là bảo kê được Winda không bị đấm chết đúng không? Squamata và Sen Schism. Butterfly đấm. Có thể đấy, các bạn Tài là một deck chơi ít Shadow đấy, nên là cái bài nó bị nó không được nhiều, chứ nếu như mà deck này chạy L Sun Fusion thì sẽ rất mạnh. Sen L xuống xong turn sau Fusion bằng Squamata và Gravity Controller thì vừa ra Winda vừa bán ít được mộ cơ. Cầm Skizm lên. Chơi như này thì bạn Tài bị mất mất Alistar trên tay để đổi lấy một hand của bạn Lê Sĩ Anh. Mình nghĩ là cái pha đổi này nó không được lãi cho lắm, bởi vì dù gì để mà nói con Alistar vẫn là một con để chơi cho bất kỳ turn nào cũng rất là tốt. Set Skizm và pass thôi. Quay trở lại cái state này một chút nhé, thì mình sẽ phân tích thử xem là liệu có chơi được hay hơn không nhé. Lúc nãy là chúng ta thấy bạn Tài nó màu Alistar đúng không? Nhưng mà mình nghĩ lại thì cái việc bạn Tài đổi con Alistar là flow up trên tay để đổi lên một hand của bạn Lê Sĩ Anh ấy nó hơi bị lỗ. Nên là giả sử như bây giờ chúng ta sẽ activate Double No More mà không activate Super Bully thì sẽ như nào? Activate Double No More để negate cái bàn này, ok chưa? Sau đó thì các bạn sẽ vẫn là normal Alistar và search lên Invocation được đúng không? Trong tình huống này nếu như mà bạn Lê Sĩ Anh dùng Hero of Orange Line từ trên tay thì bạn Lê Sĩ Anh sẽ mất hai hand. Còn bạn Tài vẫn có thể áp được Super Bully để ra Mega 3, chuẩn chưa? Nếu như mà bạn Lê Sĩ Anh không ném thì Alistar sẽ search lên Invocation, sau đó biến thành Amirite và Gatna. Sau đó thì Sun Fusion, Hedgehog và Gatna thành Construct. Construct sẽ xem Skizm Hedgehog search gì cũng được. Tại vì nó sẽ là đồ để các bạn negate trên Mega 3. Sau đây các bạn activate Invocation, Banish Alistar và Benten của bạn Lê Sĩ Anh đi. Thì trên bàn chúng ta sẽ có Construct Mega 3. Construct sẽ đấm chết Perfection, Mega 3 sẽ đấm được một trong hai con này. Mình nghĩ là đấm Diviner thì nó sẽ ổn hơn. Tại vì dù gì con này cũng là tuner mệt lắm, hoặc là các bạn đấm con Delta này đi để đối phương không exit một được cũng ok, không sao cả. Trên tay bạn Tài lúc đấy sẽ còn Super Bully này, một con sơ lên bằng Hedgehog này, và Alistar được backup lại bằng Invocation đúng chưa? Chuẩn chưa? Con chắc thì sẽ Skizm đấy nhá. Thì main 2 các bạn biến con chắc thành Gravity Controller và con chắc cầm lại Skizm. Sau đó các bạn set Skizm và Super Poly. Tay các bạn cầm Wendy hoặc là một con sao bất kỳ, như thế cũng hay mà. Đúng không? Hoặc cùng lắm là các bạn set Skizm thôi, giữ lại Super Poly để đi cắt cho Mega 3 trong tình huống cần thiết. Thì cái setup đấy là các bạn vẫn sẽ đảm bảo được là bên phía bạn Lê Sĩ Anh sẽ không còn Perfection để con này bị đấm chết bởi con chắc rồi. Và chỉ có một quái trên bàn thôi. Bên phía bạn Tài sẽ có Mecha 3 này, có Winda này và vẫn có Alistar trên tay để làm follow up. Vẫn có một hand để negate cho Mecha 3 và vẫn có Super Poly chưa dùng. Như thế có hợp lý hơn không? Mình nghĩ là hợp lý hơn với cái move vừa rồi đấy. Cái này là mình vừa tua lại để mình xem thôi.
Đây, bàn tài Namo Alistair thì Negate. Thì cái này, cái bước này của bạn tài thì đúng là câu được Negate của, câu được một hand Negate của bạn Lê Sĩ Anh, nhưng mà bù lại thì bạn tài cũng sẽ mất một hand để discard cho Super Poly mà. Mình thấy khá là lỗ. Sau đó bạn tài lại đem đi Fusion ra con Chuck. Trừ của trừ luôn, nhưng mà thôi không sao, không sao gì. Thắng được là được mà các bạn. Mình chỉ tò mò về một cái cách chơi nó tối ưu hơn thôi. Đây con Chuck đấm một là vẫn đảm bảo là bên phía bạn Lê Sĩ Anh chỉ có một quái đúng không, và bạn Tài thì vẫn có Schism đúng không, nhưng mà chơi theo bài của mình vừa kể thì bạn Tài sẽ có thêm Mecha Bar và có Alistar trên tay để làm follow up nữa, nó hợp lý hơn mà. Và bạn Lê Sĩ Anh mất một Graveyard, mất con Benten trong Graveyard cơ. Ừ đúng 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 bạn Lê Sĩ Anh tiếp tục nó mòn Diviner để bait con set này, và bạn Tài sẽ phải lật lên đó và có Winda. Sau đó thì bạn Sĩ Anh với cái hand này cũng chỉ có thể defend được, nhưng và rút lên một thì cũng không thể lên được, drop lẹt, drop lẹt thua. Wow, đây là tố chất của nhà vô địch các bạn ạ. Đây chính xác là tố chất của nhà vô địch. Lúc nãy top deck thì lên Super Poly, bây giờ top deck lại lên Radiant Seven. Liệu có khi nào bạn Tài sẽ tốt là nhà vô địch của giải đấu này không? Radiant Seven bên kia quit luôn. Ok, vậy là chiến thắng 2-0 dành cho bạn Trần Viết Tấn Tài. Một match đấu rất là hay, mình nghĩ đây là match đấu hay nhất mình xem từ đầu giải đến giờ. Cũng một phần là vì từ hai bài thủ mạnh của giải đấu nữa. Bạn Lê Sĩ Anh là một người chơi mình đánh giá rất là mạnh, bởi vì bạn biết sử dụng rất là nhiều deck trong giải này. Bạn có thể chơi được Dragon Link trong trận đấu top 16 đúng không? Và top 8 thì bạn cũng có thể chơi được bộ bài Drytron. Còn bạn Tài thì chúng ta đã biết bạn qua rất là nhiều trận đấu mình cast lại rồi, nên là well, mình thấy trận đấu này rất là hay. Chúng ta sẽ xem clip của cả hai bạn nhé. Đầu tiên thì là deck clip của bạn Lê Sĩ Anh, bộ bài Drytron với Diviner cùng với rất là nhiều các monster Drytron khác được chơi x2 hoặc x3. Có một lá bài bị limit trong clip tháng 10 là Eva. Cái sự limit này nó chỉ phần nào nớp bớt cái sức mạnh của bài này thôi, chứ mình thấy đây vẫn là một deck chơi được trong 3 clip tiếp theo. Hai Orange Line và các lá bài Seven Angel, bạn chơi một Benten, một Yaten, một Natasha, một Draconis và một Hero Perfection, bạn không chơi Ultimate Ness. Spell thì well, vẫn không có gì thay đổi, rất là truyền thống của bài Drytron, deck full spell, và bạn chơi ba chiếc Bolt ra lần thay vì main Droplet. Side deck bạn quyết định là chơi side Packed Dragoon vào, tức là sẽ có một vài make up mà con Dragoon nó hay. Có Dragon No More, có Droplet, có Mystic Mind. Trời ơi, ba Twin Sister. Actually thì rất là truyền thống rồi, có đồ của Dragoon này, có Link Kuribo và các Monster Link khác để giải quyết sát trên bàn. Sau khi mà spam Drytron, Apollosa, Access Code, Exit, Assemble Nightingale để lên rớt. Bạn chơi một Mew Beta Fafnir, cái này thì mình thấy hơi khác bởi vì con này thường là, theo mình biết là con này thường được chơi 2. Downers, rớt và Beatrice. Well, một deck list khá là cơ bản, nhưng mà cái đoạn side Dragoon là thì lần đầu mình nhìn thấy là có người chơi Drytron và quyết định side Dragoon. Bởi vì theo đánh giá của mình thì deck Drytron là một deck nên có Dragoon ở trong chiến thuật, bởi vì Dragoon sẽ giúp phần nào giải quyết được cái tình trạng bị gãy combo của Drytron ấy. Có rất là nhiều deck chọn side đồ để counter Drytron, bởi vì Drytron là một deck trong format trước rất là mạnh. Nên là mọi người đều chuẩn bị tâm lý để có thể qua được bộ bài này. Họ sai những con như kiểu là drone này hoặc là Cycle Reader là những hand trap rất là mạnh khi mà đánh vào Drytron ấy. Thì Dragoon là một cái phương án backup rất là tốt cho bộ bài này. Nhưng mà sai Dragoon đưa lên thì lần đầu mình nhìn thấy luôn. Dù sao thì cũng hơi tiếc một chút, bởi vì mình hy vọng là trong trận đấu top 8 này mình tiếp tục được nhìn thấy bạn Lê Sĩ Anh dùng bộ bài Dragon Link. Nhưng mà bạn quyết định đổi deck thì well, dù sao đó là quyết định của bạn thôi. Chúng ta tạm thời chia tay bạn Lê Sĩ Anh trong trận đấu top 8 lần này, và hy vọng sẽ gặp lại bạn trong giải đấu tiếp theo. Còn đây thì là deck list của bạn Tài với bộ bài Shadow Invoke Dogmatica. Thực ra gọi là Shadow Invoke Dogmatica, nhưng mà cái member của Shadow mình nhìn thấy là vẫn thiếu một vài card. Nếu như là mình thì mình sẽ chơi Elson Fusion, tại vì một mình có Schism này không thể backup được cover toàn bộ các trường hợp các bạn muốn lên Winda ấy. Chúng ta cùng xem pack kick của Invoke thì bạn chơi đủ.
Dogmatica bạn tăng lên 3 Ecclesia. Có lẽ bạn muốn chơi bằng Ecclesia nhiều hơn. Và một Maximus, một Fidelis, 3 Nalia 7 và hai Punishment. Shadow bạn chơi x1 mỗi con và chơi Sun Fusion. Chủ yếu là cái engine này sẽ tập trung vào việc đi sau bằng Sun Fusion thôi. Bạn không muốn bốc lên quá nhiều Shadow. Bạn có chơi Prosperity để check top Benibiru và Super Poly cùng với ba Triple Tactics Shadow. Well, đến lên này không có đồ bán spell trap nên là có lẽ sẽ gặp bất lợi trong một số matchup mà control. Bạn quyết định là sai đồ bán spell trap với việc là chơi một dragon ở trong side deck cùng với ba Tree Sister mà một chổi. Bạn chơi Ash Blossom, Rollercoaster Bird và Phantasmay là hand trap cùng với Dragon No More đi sau. Extra deck bạn chơi hai Mecha Ball, một Argodes, chỉ ba con invoke thôi và một con Shrug, hai Absolong, hai Winda, một Notice. À, này bảo sao game 1 bạn send Winda để nhặt lại Schism bởi vì bạn chỉ chơi một con Shrug. Một Tinic Lad, một Venom để Super Bully, một Anaconda, một Controller, Amirai và Gatna. Well, dù sao thì deck này cũng là một cái sự mix của Invoke, Shadow và Dogmatica. Nó có rất là nhiều cái kiểu để build extra deck và kiểu build main deck tùy vào kiểu chơi của mỗi người ấy. Nên là chắc mình sẽ không đánh giá quá nhiều về cái deck này của bạn Tài. Mình chỉ thấy deck cũng sẽ có một vài checkpoint cơ bản như việc là các bạn không nên đổ bắn spell trap ở main deck thì các bạn sẽ gặp bất lợi trong những matchup control có nhiều bẫy như Elric, Altergeist hoặc thậm chí là Sky Striker các bạn cũng sẽ gặp một chút bất lợi. Nhưng mà đổi lại thì cái việc các bạn chơi đồ đi sau ở side deck cũng sẽ giúp các bạn fix được cái lỗi này. Và cũng chúc mừng bạn Tài đã lọt vào top 4 của giải đấu. Cảm ơn hội chơi Utopia đã chia sẻ cho mình link replay của giải đấu này. Và chúng ta đã có một trận đấu rất là hay ngày hôm nay đúng không? Nếu các bạn cũng đồng tình với mình thì có thể để lại comment phía dưới để chia sẻ cho mình mọi người cũng biết về trận đấu ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và bây giờ thì mình sẽ được kết thúc clip và hẹn gặp lại các bạn vào trận đấu tiếp theo. Nhớ để lại một like, share, subscribe ủng hộ cho cá bằng channel nha. Bye bye các bạn.